Kính thưa quý vị, thầy giáo Đinh Đăng Định bị phán y án sơ thẩm. Sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11, sau khoảng hơn 40 phút xét xử, thầy giáo yêu nước Đinh Đăng Định đã bị tòa phúc thẩm tuyên bố y án sơ thẩm với bản án 6 năm tù giam. Phiên tòa diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân Đắk Nông, được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng đến khoảng 9 giờ 15 phút đã có ngay bản án. Chủ tọa phiên xét xử là ông Nguyễn Văn Bường, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. Khoảng 100 công an đủ loại đã được huy động, đứng chật cứng bên trong phòng xét xử. Vợ thầy giáo Định cùng với hai cô con gái là những người duy nhất được vào bên trong tham dự phiên tòa. Đứng ra bào chữa cho thầy Định là luật sư Nguyễn Thanh Lương. Khi đứng trước tòa, sức khỏe của thầy Định trở nên suy kiệt thấy rõ. Tuy nhiên, thầy vẫn luôn kiên định lập trường, khẳng định sự vô tội của mình, đồng thời lên tiếng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền. Trước tòa, thầy giáo Đinh Đăng Định đã mạnh mẽ tố cáo tất cả những hành vi đánh đập, bức cung của cơ quan công an trong quá trình điều tra giam giữ. Thầy Định cho biết, phía công an đã dùng nhục hình để bắt thầy phải viết theo những gì họ đọc. Nói đến đây, lực lượng công an có mặt trong phiên tòa đã lập tức kéo bàn ghế, đồng thời tạo ra những âm thanh ồn ào để lấn át tiếng nói của thầy Định. Màn kịch xét xử kết thúc sau khoảng 45 phút. Thẩm phán Nguyễn Văn Bường đọc bản kết án 6 năm tù giam đối với thầy giáo Định. Thầy giáo Đinh Đăng Định, 49 tuổi, bị cáo buộc đã viết và đưa lên mạng Internet hàng trăm bài viết chỉ trích chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến cuối năm 2011, thì ông bị bắt. Theo báo chí chính thức trong nước, ông Định đã kêu gọi xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam và ông cũng là một trong những người phản đối dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên. Sau phiên tòa ngày hôm nay, lúc bị áp giải ra xe tù để trở lại trại giam, thầy giáo Định đã cố quay đầu lại nhìn vợ con thì lập tức bị một lực lượng công an hung bạo dùng dùi cui đánh túi bùi. Sau đó, những viên công an đã ném thầy vào chiếc xe tù như ném một con vật. Những hành động thô bạo như trên diễn ra ngay trong khuôn viên của cái gọi là Tòa án Nhân dân Đắk Nông. Chứng kiến cảnh người thân bị đánh đập, vợ con của thầy Định chỉ biết đau đớn gào khóc.